Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một kèo Aerox, chúng ta sẽ nhận được đồng Deflect Protocol. Và hiện tại thì đồng coin này nó đã được list lên sàn Uniswap và giá hiện tại của nó là 2.6 đô trên mỗi cái đồng này. Tham gia vào dự án ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhận được tổng nó là 5 cái đồng Deflect này, sẽ tương đương với tầm khoảng 13 đô. Đầu tiên thì các bạn sẽ cần nhấn vào đường link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Sau khi nhấn vào đường link, chúng ta sẽ tiến hành mở Telegram lên để chúng ta chat với bot. Đó, thì chúng ta có thể đọc qua một chút về thể lệ. Thì kèo này chúng ta hoàn thành tất cả các nhiệm vụ thì các bạn sẽ nhận được 5 cái đồng Deflect và sẽ tương đương với 13 đô. Khi chúng ta mời được thêm một bạn bè tham gia thì chúng ta sẽ nhận được thêm một đồng Deflect này tương đương với 2.8 đô. Đó. Và khi cái đồng coin này thì nó được kiểm toán bởi Critic này và sẽ được list lên đã được list lên CoinMarketCap. Đó, đây là một kèo khá là ngon. Kèo Aerox này thì nó sẽ phân phối cho chúng ta về ví vào ngày 12 tháng 8 năm 2021. Rồi ok, chúng ta sẽ nhấn vào nút Start để chúng ta bắt đầu. Đầu tiên các bạn sẽ nhập vào, tiếp theo các bạn nhấn vào Continue. Ở đây các bạn sẽ phải nhập mã captcha nhé, 91+9. Ok, chúng ta nhấn vào Enter. Sau khi nhập xong mã captcha thì nó sẽ hiện lên tất cả các nhiệm vụ để chúng ta tham gia. Rồi thì kèo này thì sẽ có, đây một kèo random và sẽ có 10.000 người chiến thắng. Kèo này thì chúng ta sẽ nhận được là 13 đô. Đó, và hôm sau mà nó về thì các bạn có thể swap trên Uniswap luôn. Ok, chúng ta sẽ tiến hành hoàn thành các nhiệm vụ. Đầu tiên là các bạn sẽ join vào cái group Telegram của Deflect Protocol và channel Telegram. Đầu tiên là join vào group này. Sau đó chúng ta quay lại trang chatbot, các bạn join vào kênh tiếp theo là kênh channel. Đó, chúng ta làm từng nhiệm vụ. Nhiệm vụ của nó thì cũng khá là đơn giản thôi. Rồi, tiếp theo với nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành follow Twitter và retweet bài đăng. Các bạn sẽ tiến hành, chúng ta nhấn vào đường link, nó sẽ tự động mở cho chúng ta lên cái trang Twitter. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành, chúng ta follow cái trang Deflect Protocol và các bạn sẽ lướt xuống bài này. Đó, cái bài đã được ghim ở đây, chúng ta tiến hành thả tim và các bạn sẽ retweet. Ở đây các bạn sẽ nhấn vào quote tweet, các bạn để lại một dấu chấm để lát nữa chúng ta dễ lấy link hơn này, nếu bạn sử dụng trên máy tính nhé. Đó, rồi sau đó các bạn quay lại trang chatbot, chúng ta tiếp tục. Ở đây sau khi hoàn thành xong hai cái nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn sẽ nhấn vào phần đăng để chúng ta làm tiếp. Rồi, bây giờ nó đã hỏi là các bạn đã join vào channel chưa thì chúng ta nhấn vào đăng này. Tiếp theo, chúng ta sẽ cần phải điền username Twitter của chúng ta. Các bạn sẽ vào lại trang Twitter, chúng ta vào phần profile và các bạn sẽ copy cái username này, chúng ta dán vào nhé. Ok, các bạn sẽ dán vào đây và chúng ta nhấn vào phần enter để chuyển sang bước tiếp theo. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cần phải join vào cái channel quảng cáo, thì cái này thì các bạn có thể làm hoặc là không. Nếu làm thì chúng ta sẽ nhận được thêm đó là một cái đồng Deflect Protocol. Thì tốt nhất chúng ta nên làm nhé. Đó, đây là kèo Aerox 6 thì các bạn có thể join vào ở đây. Nếu bạn nào mà các bạn làm lần đầu thì có thể ở đây sẽ có cái phần đó là join channel. Đó thì các bạn sẽ nhấn vào đây để chúng ta vào cái official Aerox 6 nhé. Còn những bạn nào mà các bạn thường xuyên làm các kèo Aerox trên Aerox 6 rồi thì có lẽ là các bạn đã vào rồi. Rồi sau đó các bạn sẽ quay lại cái trang chatbot, chúng ta nhấn vào đăng. Tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành điền địa chỉ ví Ethereum Wallet của chúng ta. Thì các bạn có thể lấy địa chỉ ví ETH của các bạn trên ví Shirt Wallet hoặc là ví Metamask. Ở ví Metamask thì chúng ta sẽ chọn mạng là ERC20. Còn ở trên ví Metamask thì các bạn sẽ chọn cho mình đó là cái mạng lưới chính thức của Ethereum. Đó, rồi sau đó thì các bạn sẽ tiến hành, chúng ta dán paste, copy và dán vào đây. Các bạn lưu ý là chúng ta không được lấy các địa chỉ ví trên các cái sàn giao dịch nhé. Chúng ta chỉ có thể được lấy địa chỉ ví trên các cái ví chứa coin là ví Metamask hoặc là ví Chert Wallet. Rồi, thì bây giờ nó sẽ cho chúng ta một cái đường link như thế này là các bạn đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành copy link và các bạn sẽ chia sẻ cho người thân bạn bè của chúng ta tham gia để chúng ta nhận thêm đồng token. Và tối đa là chúng ta sẽ tuyển được 200 rep là tối đa nhé. Còn các bạn tuyển hơn thì các bạn cũng không thể nhận được hơn cái đồng token. Hôm sau thì nếu nó phân phối về thì mình sẽ thông báo cho các bạn. Và các bạn lưu ý là đây một kèo random nhé và sẽ có 10.000 người chiến thắng. Thì cái tỷ lệ 10.000 người thì nó cũng rất là cao nên là các bạn cũng đáng tham gia. Tuy nhiên thì để chắc chắn là bạn có trúng hay không thì cái này cũng còn phải tùy thuộc vào cái vận may của các bạn nữa.
Ok, thì video của mình kết thúc ở đây. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Và nếu bạn nào còn chưa đăng ký kênh cũng như là chưa follow các cái kênh mạng xã hội của mình thì các bạn hãy nhấn vào follow để cập nhật những cái thông tin mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ. Ngoài ra thì các kèo Europe thì mình sẽ thường xuyên đăng trên hai cái kênh đó, kênh YouTube và kênh fanpage CC Channel trên Facebook. Đó, thì nếu bạn nào các bạn không muốn xem thì các bạn có thể follow cái kênh fanpage của mình CCI Channel để chúng ta cập nhật các kèo Europe mà mình thường xuyên chia sẻ. Ok, và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.